Từ từ, Nhi. Con đừng sợ nữa nha. Bây giờ mẹ bỏ luôn con mà lo. Không bao giờ mẹ bỏ cho con nữa mà. Ok. Mẹ đây. Mẹ đây. Ê mẹ, nhớ mẹ mà đi đâu vậy? Nhớ mẹ mà đi đâu nha. Nhớ mẹ mà đi đâu? Hai con bắn với mẹ. Còn con chó kia nữa. Thương quá. Ôi nến, hai mẹ con. Hai đứa con ghé yêu của mẹ mà. Nè, nhỏ này thương mẹ không? Nhớ hoài. Thương quá. Ôi mẹ thương lắm. Ok. Hai nhà của con mẹ. À chế em đi mẹ thương, mẹ là bảo mẹ ra. Ra là xe lấy cái chai xịt một tóc rồi đem sẵn ra để tối em xịt. Còn xin giày rồi nha. Được chưa? Hạnh phúc chưa? Vui chưa? Mẹ đây. Mẹ đâu có đi đâu. Coi khách cuối hay mày đóng cửa rồi hết nha. Ai? Trung đang ở đâu? Trung kêu ta chạy xe coi xe rồi nha, xe lo xe. Ok. Được. Kinh quá. Mẹ bán con mình xuống. Sáng giờ chưa coi bác sẽ làm việc quần quật. Nhớ nội. Đâu rồi? Nhớ nội vậy thương không? Thì con ở dưới.
kèo ngủ đâu ra, kèo ngủ đâu ra. Lấy kèo ngủ luôn. Kèo ngủ xong coi khách khứa, đóng cửa đường hết rồi ngủ nha. Ông nhớ nội, ông nội ơi. Mặc áo mẹ không phát hiện luôn mà cha nó dặn mẹ. Sao bác cứ con để giùm bà. Cha nó dặn mẹ đừng có thay á, để áo đó, để rồi bye bye mọi nhà, cảm ơn cả nhà, bye 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 tụi con. Rồi đó ơi, nội cho cái khăn mũi nè. Dĩ vô á. Dĩ đi, dĩ đi em. Không, gì? Nhìn thầm mấy nè. Dĩ. 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 Nào, quay ơi. Nào, nào. Đúng rồi. Dễ thương quá ta. Wow, em học diễn ở đâu vậy? Em học diễn đâu mà em diễn giỏi vậy? Của lớp Lê Vũ Lâm. Không Lê Vũ Lâm mà diễn nè. Nè má ơi, cái này có ống kính ngoài trước má. Ủa? Vậy hả? Má ơi, con mắt má phải quầy đây nè. Má họt vô rồi má mới diễn. Ủa? Ủa, không biết đâu. Họ ghê hả? Rồi, quay đi. Ủa có thấy gì đâu? Có điện mới ok. Phải không? Ủa vậy là mấy ông bà phiêu phải vậy hả? Nè, phải ra đây em coi cái này. Có nào? Cái này cái khẩu nè, nó đóng khẩu rồi. Ủa thì là phải cái này nhìn vô mới đúng nè. Má ơi, cái đó mở ra, nó phải mở cái ống kính nó ra. Phải không? Giờ sao mở, không được mở đâu. Vô đi. Trốn rồi, tôi không chơi với người đâu. Sao vậy? Vụ gì? Chơi với gì mất sức lắm. Mệt đúng không? Đúng rồi, thôi con đi đi. Chết. Tôi đi đây. Sao nóng vậy ba? Trốn, con mới lạnh rồi mới đúng. Con mới lạnh nó bị gì á. Bên kia chết rồi tắt đèn hết nha quá. Thúi gì? Chút nè. Cắm cái tủ lạnh luôn á. Không có tối mà đâu có quay nữa đâu. Mệt không quên. Tôi mệt tán mặt đi. Anh đang ăn món gì vậy? Không quên quá. Thì ra là anh ăn cái mày. Nghe mà nó không hôi. Giảm cơ. Quên nước tắm đi. Không có em. Chả lúc đem làm nhà á. Ừ, nhà mình sẽ bề bộn quá nha. Để em chút xíu 5 phút thôi là sẽ đặt liền. Vì đây có bàn tay này. Bàn tay Oxin. Anh sẽ nắm tay em. Được. Nắm đây coi. No. Nắm đây coi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi, nhắm kính lại. Trời ơi, ai bịt mắt tôi vậy trời. Thủy cái ghê luôn á. Ba mày chơi vậy, hỏi sao mẹ không hương ba. Là quên. Là sao ta? Chị nói gì vậy? Rồi, chị nói gì vậy? Cảm ơn máy vô quá, cảm ơn máy luôn. Ý chị nói vậy là chị hương cũng nhiều hơn phải không? Kêu bà mẹ nó ngủ đi, tối nó xỉu, xỉu cái đập đầu nó quá. Trời ơi. Rồi, giải luôn. Thấy thiệt. Bảy sẵn rồi, trời ơi. Không có rồi. Sao bây bắt đầu mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa nữa ta? Cái máy làm bị hư rồi, mình sửa cho anh coi. Có dừng đổ của ba nha. Bên kia nó không anh gì nè. Bên kia quá, hồi sáng muộn chị ba. Bà có chị nè. Ừ, bà có chị. Tao mới tắt cái bệnh đó. Dạ. Làm thì nhiều nhưng mà ăn như thế này đây. Hôm nay em không nấu đồ chai cho anh luôn Quỳnh à. Có. Nguyên một đống đồ chai dưới kìa. Ủa sao không có ăn vậy? Ủa sao kia đưa hồn lên vô mà. Ở đâu? Mới em á. Mới em lên á. Đây rồi nào. Mới em nói thầy. Ủa gì à? Bỏ tủ lạnh đi mai ăn. Rồi, rồi làm ăn nha. Bye bye mọi người. Bye bye.
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.